Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn ơi, wow, các bạn có nhìn thấy ai kia không? Đó chính là Hakiwoki. Và hình như kia chính là Sonic các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, nhìn Sonic này buồn cười quá các bạn ơi. Sonic này hình như được nặn từ đất sét đi các bạn ạ. Ê ơi, Sonic gì mà sao được nặn từ đất sét thế này? Nhưng mà cũng đừng đùa nha. Ui các bạn ơi, nhưng mà Sonic đang bị một đám Hakiwoki nó vây quanh các bạn ơi. Hình như bọn Hakiwoki này muốn tấn công Sonic các bạn ạ. Ui giời ơi, chết rồi. Sonic bị một đám Hakiwoki nó vây quanh thế này thì Sonic làm sao mà đấu lại được bây giờ các bạn ơi. Ui giời ơi, chết rồi. Không ổn rồi các bạn ơi. Sonic ơi, cố lên. Nhân BB sẽ giúp Sonic nha. Chiến đấu. Ui giời ơi, Sonic của tôi ơi. Các bạn nhìn này, Sonic nhìn đẹp trai không? Nhìn hot boy không các bạn ơi? Ui trời ơi, hơi bị chất luôn, khét luôn Sonic ơi. Ghê thật đây. Các bạn ơi, nhìn này. Wow, các bạn có thấy gì không? Trời ơi, một con Hakiwoki biến dị các bạn ơi. Trời ơi, mắt của nó này. Ê ơi, kinh như mắt nó, mắt lệch lên trên, mắt này xuống dưới này. Cái mồm của nó thì to hơn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Ê ơi, con này nhìn kinh thật đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chưa? Đây, các bạn xuống nhìn mấy con này này. Bình thường này. Ui, mà sao con kia sao nhìn mồm nó ghê thế. Ê ơi, con này chắc là con đại ca rồi. Con Hakiwoki đại ca trùng cuối các bạn ơi. Nó muốn kiểu như mà tấn công Sonic hay sao các bạn ạ. Ê, nhưng mà đừng đùa với Sonic nha. Sonic mạnh đấy. Sonic nhìn ngầu như vậy các bạn anh em ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem sức mạnh của Sonic nha. Xem nào có đấu được thắng tất cả bằng này Hakiwoki không các bạn ơi. Nếu mà Sonic không đấu lại được thì chúng ta sẽ giúp Sonic chiến đấu tiêu diệt bọn Hakiwoki nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, trước khi xem cái video của Sonic chiến đấu với Hakiwoki, các bạn hãy ấn đăng ký kênh và ấn like để ủng hộ Nhân BB nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Yeah. Rồi các bạn ấn like hết chưa nào? Bây giờ mình sẽ đếm này. 1, 2, 3, các bạn ấn đăng ký đấy nhé. Cảm ơn các bạn luôn. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem luôn. Trận chiến bắt đầu các bạn ơi. À, mình cần vũ khí các bạn ạ. Mình cần lấy vũ khí của mình ra để chiến đấu chứ, đúng không các bạn ơi? À, đây rồi, vũ khí mình đâu? Tìm cái loại vũ khí nào chất chất một tí các bạn ơi. Đây rồi, tìm vũ khí. Ui, thanh gươm này các bạn ơi. Đây đây, mình sẽ dùng thanh gươm này, thanh kiếm này. Khét luôn đi bạn ơi. Ui, thanh gươm này chất quá. Thanh gươm này thì sao? À ha, đây rồi. Chết luôn. Ok anh em. Ê, thì thanh kiếm ánh sáng nữa này. Ê, ok. Chiến đấu. Xem nha, chúng ta cùng nhau xem này. À, thanh gươm màu vàng này mình thấy cũng đẹp này. Rồi, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau xem nhé. Ok, nhưng mà mình nghĩ lại mình nên cầm khẩu súng thì nó chất an toàn cho tính mạng của mình hơn các bạn ơi. Rồi, chúng ta cùng nhau xem sức mạnh của Sonic đây các bạn ơi. Các bạn ơi, Sonic nổi điên rồi. Sonic đấm Haki rồi các bạn này, nhìn này. Ê, các bạn chưa? Ui, một mình Sonic cần 4-5 Haki luôn các bạn ơi. Ghê chưa? Ê ơi, Sonic mạnh quá. Sonic ơi, cố lên. Sonic cố. Ui, bắn nhầm Sonic rồi. Trời ơi. Sonic ơi, cố lên các bạn xem này. Sonic ghê chưa? Ấy, ghê chưa. Ấy, một mình cân tất cả luôn các bạn ơi. Đi các bạn xem. Hay thế nhỉ? Ui, Sonic khỏe quá. Ui, Sonic đang bị bọn Hakiwoki đẩy xong rồi. Sonic ơi, cẩn thận nha. Wow, Sonic mạnh quá. Yeah, Sonic thắng rồi. Tiêu diệt hết bọn Hakiwoki luôn này. Nhảy hẳn xuống sông chiến đấu luôn các bạn ơi. Sonic mạnh thật đây. Wow, các bạn ơi, Sonic mạnh quá các bạn ạ. Yeah, thật là ngầu luôn. Lên đây Sonic ơi. Trên đây còn một con Hakiwoki nữa này Sonic ơi. Tôi sẽ dẫn Sonic đến đây các bạn ơi. Đây, Sonic ơi, bay lên đây. Trên đây còn một con Hakiwoki này. Anh tẩn nuốt đi. Sonic ơi. Xem đây, chết đi. Úi trời ơi, trốn này. Đấm Sonic tẩm quất. Trốn này. Yeah, chùm cuối bị đánh bay luôn các bạn ơi. Sonic ơi, bạn thật là giỏi đấy mà Sonic à. Yeah. Wow, chiến binh Sonic của chúng ta giỏi quá các bạn ơi. Trời ơi, nhìn bạn Sonic thì nhân BB tưởng Sonic này yếu các bạn ơi, nhưng không ngờ Sonic thì giỏi thật đấy các bạn ạ. Anh thật là đẹp trai. Các bạn ơi, Sonic chạy đi đâu đấy? Anh chạy đi. Ui, Mommy Longneck này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, Mommy Longneck xuất hiện rồi. Sonic chiến đấu đi nào, Sonic ơi. Wow. Ui, no.
Các bạn ơi, trời ơi, Sonic bị Mommy Nonnet tấn công rồi. Trời ơi, con Mommy Nonnet này nó mạnh quá các bạn ơi. Haki Wuki không làm gì được Sonic, nhưng mà Mommy Nonnet thì nó mạnh quá các bạn à. Trời ơi, mấy con Mommy Nonnet này, tại sao con Mi này dám ăn thì Sonic các bạn ơi, không được rồi. Chơi đi mấy con đợt này. Trời ơi các bạn ơi, mấy con Mommy Nonnet này nó mạnh, nằm đây. Ui ghê giờ, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Ui, ai cứu nhân BB đây? Trời ơi, các siêu chiến binh ơi, hãy đến và cứu nhân BB đi nào. Ui ôi, khó quá anh em ơi. Ui trời ơi, các bạn ơi, không ổn rồi, trời ơi. Lần này, trời ơi, một Mommy Nonnet nó gọi đến cả một đội quân luôn các bạn ạ. À. Trời ơi, một đội quân Mommy Nonnet luôn. Ê, ai cứu nhân BB đây các bạn ơi? Ui ôi, sợ quá. Mommy Nonnet này, cái đội quân Mommy Nonnet này, ta sẽ quyết đấu với các Mi. Tại vì các Mi dám hãm hại Sonic của nhân BB các bạn ơi. Mọi người ơi, ai chưa ấn đăng ký, ấn like thì ấn like ủng hộ nhân BB nhá. Nhân BB sẽ chiến đấu với tất cả bọn Mommy Nonnet này các bạn à. Ừ, chơi đi, bọn Mi chết đây. Đến đây, xuống đây ta sẽ đấu với các Mi. Ui dồi ôi, đưa nhân. Các bạn ơi, ai kia? Người nhện nó xuất hiện rồi các bạn ơi. Wow, người nhện ơi, Mommy Nonnet này. Anh em ơi, người nhện đây, siêu người nhện đây, tấn công nó đi. Nó đây này, Mommy Nonnet này, đây này các bạn ơi. Cẩn thận đi người nhện à. Ui, người nhện ơi, ui, chết rồi, một người nhện đã bị tiêu diệt rồi. Ui, đạn rồi, Mommy Nonnet. Các bạn ơi, trời ơi, cứu người nhện anh em ơi. Các bạn ơi, ui, hai người nhện luôn. Trời ơi, gì vậy? Đội quân người nhện hôm nay không đấu lại được cả con Mommy Nonnet mạnh nhất thế giới này luôn. Người nhện trắng ơi, đấu đi. Ôi, chết tới rồi các bạn ơi, không được rồi. À, cay quá các bạn ơi. Cả Sonic, cả người nhện đều không đấu lại được con Mommy Nonnet này các bạn ơi. Nó to và nó khỏe quá. Ui, phải làm sao đây? Chết đi con Mommy Nonnet này. Ta sẽ tiêu diệt Mi. Trời ơi, không được rồi. Súng bắn lửa sao các bạn ơi? Mình chưa thử sử dụng bắn súng bắn tên lửa các bạn ạ. À. Muốn sử dụng bắn tên lửa này các bạn ơi. Này Mommy Nonnet này. Trời ơi, sao nó khét đi các bạn ơi. Bắn hẳn tên lửa một người nó luôn các bạn ơi. Xem này. Boom. Oh. Trời ơi các bạn ơi. Bọn Mommy Nonnet này nó sợ lửa các bạn ạ. À. Á chà. Bọn Mommy Nonnet này sợ lửa đúng không? Vậy thì nhân BB sẽ tiêu diệt hết bọn nó. Làm sao ra đây nào? Mấy con Mommy Nonnet kia ta sẽ tiêu diệt Mi. Sợ lửa. Ôi xuống đạn thôi. À! Chạy. Nó tên lửa này go. Boom, một viên. Mommy Nonnet này các Mi sẽ bị ta tiêu diệt thôi. Ui đạn, trời ơi, cái súng này bắn một viên hết đạn các bạn ơi. Không ổn rồi, mình sẽ chạy lên đây. Dụ bọn nó lên đây nào. Hai con đang đi đến đây này các bạn ơi. À, các Mi khi bước lên cái đường này ta sẽ cho các Mi lỗ tung. Xem này, Mommy Nonnet này chạy đi đâu hả? À, nó bắt mình các bạn ơi. Chết rồi, mình sắp hết máu rồi. Chết rồi, con Mommy Nonnet này. Chết đi. Ui hết đạn. Các bạn ơi, hãy ấn đăng ký để ủng hộ mình nhá, để giúp mình có thể giành chiến thắng các bạn ạ. À. Mình đang chiến đấu với bọn Mommy Nonnet đây này. Trời ơi, các bạn thấy có hay không? Mommy Nonnet nó đang truy đuổi mình đấy các bạn ạ. À. Ê ơi ghê thật sự luôn. À, hai con kia đang bị mắc kẹt ở đây này các bạn ơi. Chết đi, hai con mắc kẹt này. Trời ơi, chúng này yếu quá. Này. Này thì Mommy Nonnet này, này Mommy Nonnet này. Ha, à, ta sẽ tiêu diệt Kami. Trời ơi, đây. À, súng tên lửa rồi. Mình có rất nhiều súng mạnh các bạn ơi. Chưa kịp tay súng các bạn ơi. No, chết rồi. Chưa kịp tay súng thì nó đã ăn thịt mình rồi các bạn à. Ê, đâu rồi? Súng tên lửa của mình thôi. Mình sẽ dùng súng này đốt cháy nó các bạn ơi. Đâu rồi? Từ từ á. Súng đốt cháy nó. Đốt cháy con Mommy Nonnet này. Các bạn an tâm, mình có rất nhiều súng lửa ở đây rồi. Đấy rồi, con Mommy Nonnet kia. Chết đi. Ta sẽ tiêu cháy Mi. Ui rồi. Ui, không tiêu cháy được nó luôn các bạn ơi. Ê ơi, con này sợ thật đây. Con này nó bất tử luôn à. Không, mình không thể tiêu cháy được nó này. Ê ơi, kinh thật đây. Lại thì dùng súng xe tăng này sao? Còn Mommy Nonnet ở trên này, ta sẽ tiêu diệt Mi và tất cả quân đội của Mi. Ui, nó không bị sao luôn. Súng này xe tăng mà bắn nó không bị sao các bạn ơi. Nó thì thua, nó bị chỉ bị sợ mỗi tên lửa thôi các bạn ạ. À. Ê ơi, kinh thật đấy.
kinh thật đấy bạn ơi. Yeah. Còn hai con này đang bị mắc kẹt đây các bạn ơi. Rồi xong, các mi to quá nên là các mi đã bị mắc kẹt ở đây rồi. Yeah. Chiến đấu. Ui, chạy thôi. Con này nó đã thoát ra được rồi các bạn ơi. Yeah, chúng ta sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. Yeah, các bạn ơi. Cuối cùng mình đã tiêu diệt được bọn Haki Huki và bọn Mominognek rồi. Bọn Mominognek này nó sợ nửa các bạn à. Nhân BB cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này nhé. Các bạn có thấy thích cái video này không? Thì các bạn hãy ấn đăng ký và like để theo dõi Nhân BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Ok.